Hello, xin chào buổi sáng tất cả các anh em nha. Hôm nay thì mình lại đi chạy cách dạo các bạn ơi. Dạo này em biết làm gì chỉ biết chạy cách dạo chơi vui vui thôi ha. Cái đặc điểm của cách dạo là gì bạn? Test ride các bạn chạy được nhiều mẫu xe ha, các bạn trải nghiệm được nhiều cái cảm giác lái khác nhau của những cái mẫu xe, cái dòng xe, các thương hiệu xe khác nhau. Thì nói chung thì đối với những người chưa có tiền như mình thì chỉ biết làm như vậy thôi các bạn. Nuôi dưỡng giấc mơ rồi, hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội được rước một trong những cái em mà mình đã test ride thì sao ha. Để rốt chạy thôi. Đó, để rốt. Dynamic Micro á thì anh có thể khi em cảm nhận quen anh có thể tùy chỉnh được. Ok. Còn ga của mình là ga điện cho nên nó hơi nhảy. Hơi nhảy luôn. Thì anh cứ cảm nhận cái xe là điều ga. Ok. Mình chạy khúc này đó ha. Dạ, từ đây nè, đi xuống rồi. Rồi. Ở Usala phần dưới đây. Rồi. Bốn máy nó khác. Rồi. Rồi, cảm ơn. Ôi, giấc mơ thành sự thật rồi các bạn ơi. Hôm nay mình đã được chạy một chiếc 1000 phân khối 4 máy các bạn. Mà nói ra hơi nhảy, thành ra mình sẽ chạy rất là từ từ thôi. Usala chạy xuống. Yeah, yes, yes. Finally. Chạy cũng thoải mái các bạn, điều khiển rất là chắc tay, tầm chắc ha. Chạy vòng vòng của này ha, và mai chỉ thọ ok. Ngày thứ ba này, ngàn phân khối các bạn, bốn máy. Lúc đây là một cái trải nghiệm tuyệt vời các bạn ơi, các bạn ai mà chúng ta có dự định là muốn chạy xe mấy cái xe phân khối lớn 1000 phân khối này ha, chúng ta có thể đăng ký lái thử ha. Nói chung đây là cơ hội, mình nghĩ là cơ hội duy nhất dành cho những cái bạn mà yêu xe giống mình thôi, tại vì biết bao giờ chúng ta mới có tiền mua những chiếc này bạn. Ta chỉ có thể đăng ký lái thử thôi ha. U má gà lên xuống luôn. U kéo cây lên giúp lên để chạy thử ha. Mình để lại nhé các bạn. Đúng quá. Tôi chỉnh lên mốt coi, giờ mình có chỉnh lên mốt khác. Giúp chỉnh lên đang đá mực nha. Nên cảm giác lái khác hẳn các bạn ơi. Đúng quá. Chung xe rất là dễ lái các bạn, cái dòng lát kịch này dễ lái ghê. Mặc dù trúng chân nó hơi cao, nhưng mà trúng chân hơi cao nó hơi hơi khó trong chân, nhưng mà chạy rất là đầm nữa nên dễ lái ha. Chúng này mình rất vui các bạn ơi. Rồi mấy ai mà được chạy mấy chiếc này nếu như không lái thử hoặc là có người quen biết. Ok
Nói chung là lúc đầu mình chưa chạy xe 1.000 phân khối thì mình thấy run các bạn, mình không biết là mình có chạy nổi không, xe nó nặng nhưng mà đúng là chạy thoải mái. Giờ hết cảm giác sợ, giờ chỉ còn cảm giác phấn khích thôi. Come on baby. Luôn các bạn, mình ở bên showroom xe ôm đây, quá trời bỏ xe luôn các bạn. Giờ mình sẽ chạy ra lấy thử cái chiếc speed twin xem nha các bạn. Chiếc này 1.200 phân khối ha. Mình sẽ có cái anh đi với mình đi. À, mấy anh chạy hạt lây này nhìn chất ha. Hả? Mưa này ổn không? Chắc ok, chạy vòng vòng đi thôi đúng không? Má mưa rồi. Tuyên này mới đọc trên mạng thôi, chưa biết nhiều gì nữa. Trước giờ chạy Z8 rồi. Z8 rồi anh? Ừ. Z8 hình như là 2 máy đúng không? 4 máy. 4 máy à. Này cao không? Nó sẽ hơi tròn một xíu. Thoải mái, thoải mái. Đi đường nào xuống đây. Đẩy xuống rồi đây. Anh bây giờ xe này nó có 3 chế độ lái. À. Lên hiện tại đang để chế độ sport là chế độ mạnh nhất nha. À, chế độ bình thường thôi. Bình thường ha. Ừ. Bình thường thì mình bấm vào cái nút mode này. À. Mình chuyển. Đó, nó có 3 chế độ range, road và sport. À, để road. Để road đi ha. À. Khi mà mình đề mình bóp côn, mình đề máy. Ok. Đó. Xe này là vô đá độ rồi. Đó, okay. Vô rồi. Cái này cái âm nó sẽ hơi to hơn bình thường một xíu. Chờ em lấy xe tránh lên đi nha. Rồi, ok. Come on baby. Đã quá các bạn ơi. Xe này ngày 2 phân khối các bạn. Triumph Speed Twin. We'll be right back.
thấy hơi nóng phả ra chân rồi. Nè dễ lái nữa. Đầu mình còn cao thì lái được. Anh ngờ đi rất khỏe nè. Đi nhẹ nhàng, đi tốc độ chậm cũng khá là chắc tay các bạn. Đầm hay đi phố thoải mái. Về. Cái xe này nó mạnh mà nó nhẹ là nó hỗn khá là tốt. 1.200 mà chạy thoải mái ghê. Đúng rồi anh có chạy qua thử cái dòng Ducati chưa? Chưa. Cái này nó sẽ cảm giác gần giống như Ducati nhưng mà nó êm hơn Ducati. Mà nó mát hơn Ducati. Rồi các anh em, nay mình đang có mặt ở bên các bạn nhìn biết rồi ha. Bên Hà Lộc Lê Sơn bên quận 7 đây. Nay mình sẽ chạy thử chiếc 883. Ok, này 1.200 luôn hả? Dễ chạy không ta? Nhỏ nhỏ để có vừa sai mình đây. Chạy về bàn ở showroom này ạ.
sao ta. Lần đầu tiên được chạy luôn á. Rồi cảm ơn Duy nha. Rồi cho các bạn nghe tiếng boomerang cái nè. Đó thấy không? Chắc không? Thế thì hôm nay mình đang có mặt ở bên showroom của Trump nha bạn. Đây, đây là nhân vật chính đây. À thì chiếc mà hôm nay mình sẽ test ride. Thì chiếc này mình cũng nhâm nhi lâu lắm rồi. Nhưng mà mấy lần trước thì chưa có xe, thì hôm nay mới có xe. Đó là lý do sáng nay mình phải lật đật chạy sớm rồi qua bên showroom của Triumph nha các bạn. Để chạy thử đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta nha. Chiếc Triple IS này các bạn. Đấy. Thì các bạn bên showroom họ đang chuẩn bị thủ tục cho mình lái xe nha các bạn. Đấy, lén nữa mình sẽ được cửa em nói đây. Rồi giờ mình sẽ lên đường này các bạn ơi. Chiếc này thì chiều cao yên nó là 810 ha. Đúng rồi, nói chung cũng mình 1m65 thì cũng không đến nỗi cao lắm ha. Rồi, cái on là cái nào ta? Này chứ hả? À rồi. Rồi những mặt đồng hồ TFT của nó các bạn. Rồi nhìn đẹp không? Để lên đường thôi. Thì cái chiếc này nó là động cơ 3 xi lanh tận hàng nha các bạn. Mình đã chạy 4 xi lanh tận hàng rồi, giờ chạy 3 xi lanh tận hàng ha. Này là nó dòng để cạnh tranh với chiếc 797 của Ducati các bạn. Lên ga ngọt ghê. Đây như nó có mốt thì phải, mốt nằm đâu không biết. Nó có 4 mốt chạy ha. Công nhận cái màn hình TFT nhìn đẹp thật chứ, full màu. Cái dòng này á các bạn, nó có 4 phiên bản lận nha. Thì cái phiên bản mình chạy là cái phiên bản cao cấp nhất, cái dòng là cái chiếc Triple AS này các bạn. Nó có cái bản S rồi bản R nó phải đó, một bản gì nữa đó. Sướng ghê má, chạy mấy chiếc 3-4 máy chạy sướng vãi đái. Chiếc này không biết odo nó nhiêu cây rồi mình. Này cái phím chỉnh bấm mình không biết, mình không biết chỉnh lúc nào ha. À style này, nó có những style nè. Thấy không các bạn, nhìn thấy không? Đã quá. Màn hình nhìn đẹp ghê. Má xe chạy bốc vãi đáy. Nên mình chạy những chiếc BMW F1000R rồi các bạn. Ra mấy chiếc này cũng ok, không đến nỗi nào. Động cơ của nó là 750 sao, 750 mấy mã cc thôi. Chống chân thì hơi nhón xíu nha các bạn. Tại vì chiều cao yên này 810. Tại vì mình thấp thôi chứ không phải gì hết, chứ mấy bạn 1m7 giờ lên là đi chiếc này ok. Cái đồng hồ đây nó có nhiều cái chế độ lắm, nhiều cái hiển thị lắm.
nhiều style nữa. Đó không? Quá trời style luôn. Này tha hồ chạy tha hồ, thích màu nào chuyển màu đó. Chạy đá ghê. Hả? Quá hỗn. Đúng rồi. Mà hỗn cái là nó nhảy ghê lắm á. Đúng rồi. Màn hình có nhiều chế độ hiển thị ghê ha. Đồng hồ nó có 6 cái màn hình. Mới thấy một bạn chạy Enfield. Rồi về tới rồi. Xuống. Rồi giờ mình sẽ ra xe đây các bạn. Hôm nay mình sẽ chạy chiếc này. Swift Chrysler này 900 luôn. Đúng rồi. Nay hôm nay mình được chạy thử mấy vòng ta? Một vòng hả? Một vòng hả? Ok. Rồi nay tiếp tục mình sẽ được chạy thử một vòng giống bữa trước ha. Bô nghe đá kìa các bạn. Rồi mình lấy thi ra thi cho các bạn chưa nè. Quam lơ cái tay lái nó cao rộng ghê. Cái cần số hơi khó móc. Chứ là chiếc Swift đi cũng không có chạy các bạn. Đã không? Của mình là Long. Swift Chrysler là cái dòng xe 900 phân khối của Triumph. Thì cái dòng này á, có cái đặc trưng của nó là cái về thiết kế. Thiết kế là nó chuẩn của cái dòng Chrysler, đó là một con classic độ lên phong cách đi địa hình. Okay. Thì bao gồm có là bánh căm và có bánh gai. Trước là bánh căm này các bạn. Bô nó sẽ được vắt ngang theo cái phong cách đúng phong cách Chrysler từ xưa đến giờ luôn. Đúng rồi. Của Ducati như mấy cái chiếc đó nó cũng giống vậy luôn, nó cũng bô nó cũng vắt ngang Ducati vậy. Ducati Chrysler nó là khác, nó là cái tên Ducati Chrysler. Nó không phải là chất classic mà độ qua off-road. Ok. Thì nó là một cái kiểu cái tên thôi, còn con này là chất của nó là chất Chrysler. Ok. Nhìn cái cục bô đá kìa. Con này là bô đã được độ rồi, bô 3.2. Chính hãng cho Triumph luôn. Carbon này đúng không? Đúng rồi, cái ốp là carbon. Gõ nghe đã. Rồi các anh em, hôm nay mình sẽ test drive chiếc Triumph Tiger nha các bạn, sẽ cưỡi hổ hôm nay đây ha. Mình sẽ chiếc cái này. Tiger 800 đúng không? Chiếc này là XA hay XAT ta? SRX. XRX hả?
Đó là phiên bản chung ở giữa. Phiên bản chung ok. Phiên bản này lại là im thấp. Ừ, chạy im thấp thôi chứ. Lần đầu tiên mà chuẩn bị chạy mấy dòng tour đi như thế này nè. Chạy dòng bộ bự xíu ha. Bạn còn thoải mái đúng không? Ừ. Làm nhanh là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Màu cũng đẹp quá các bạn. Đây là phiên bản mới. Rồi giờ mình sẽ chạy theo bạn Vũ ha. Nói chung bên này mình quen được bạn Vũ, thành ra mình cũng hay cũng được cơ hội chạy những chuyến xe của xe em thôi. Lần đầu tiên mà chạy mấy kiểu touring này luôn á. Chiếc này thì yên thấp rồi các bạn, yên như đá gà rồi, cái phiên bản này yên thấp rồi. Nói chung các bạn khi mà chúng ta chạy xe chưa quen đó các bạn, hoặc là chưa từng chạy qua mấy dòng xe này mà các bạn mà muốn chạy thử thì các bạn chúng ta phải lên lựa cái chiếc nào nó phù hợp với chiều cao của mình nha. Đừng có lựa những chiếc cao quá, ví dụ mấy chiếc mà thường mà mấy dòng touring Adventure này mà mấy chiếc 1200 phân khối đó các bạn, của Triumph hoặc là BMW thì nó khá là cao, mà chúng ta mà chưa quen là chúng ta chạy sẽ nguy hiểm các bạn. Thứ nhất là nguy hiểm cho bản thân mình, thứ hai là xe mà chạy quá trình chúng ta nó có chạy nó có vấn đề gì một cái là đền với bà nội luôn á. Lâu rồi mình mới lại chạy được lại một chiếc phân khối lớn các bạn. Chiếc gần đây nhất mình chạy đó là chiếc Triple IS. Chiếc này thì 800 phân khối thôi. Triumph 800. Đúng là mấy chiếc Adventure Touring ngồi nó dễ chịu ghê các bạn. Thoải mái lắm luôn á. Nhất là cái tay lái nó cũng rộng hơn là cái bản mấy cái dòng xe naked. Thứ hai là cái yên ngồi cái chiếc này nó cũng được hạ thấp xuống rồi nè. Thành ra chạy thoải mái ghê á. Nói chung các dòng sport đó thì yên cái tay lái nó thuộc dạng chồm. Chồm phía trước á, còn naked thì là dạng lửng ha. Thường là tay lái lửng á, gọi là tay lái lửng, còn cái hàng Adventure Touring Classic này kia thường tay lái nó cao hơn, dễ điều khiển hơn các bạn. Anh em mà có điều kiện muốn đi du sân trước Tết rồi sau Tết thì có thể xem xét những con Adventure Touring tầm trung như thế này nha. Thì nó khá là phù hợp để chúng ta đi phượt, làm một tính phượt trước Tết rồi sau Tết gì đó ha. Rồi mấy dòng Adventure Touring nó có cả cái kính chắn gió này nữa các bạn. Không có kính chắn gió là đi ăn gió nhiều lắm. Ồ, mình vào góc cua đây. Má tôi đi chậm chậm thôi chứ. Xòe cái là thứ ba. Ồ, quay lại cho mày. Màu phanh gấp quá. Ồ, cái màn hình nó đổi màu rồi nè. Đổi size nè. Với những chiếc 800 này mình đi trên phố mình nghĩ cũng khá là hợp lý các bạn. Điều khiển nó không có mệt quá. Màn hình màu nói chung mấy cái màn hình màu nhìn đẹp ghê chứ. Ủa con này 1050 hả? Ủa? À vậy nó có 800, 900, 1050 như có con 1200 nữa đúng không? Lâu không chạy phân khối lớn thấy phấn khích vãi đái. Rồi, chạy tới rồi.